Chị xin chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay chị mới vừa về một chiếc Carnival 2022 luôn, camera 360 luôn anh chị, đèn chiếu sáng nè, full led luôn đó, camera 360 đầy đủ luôn nè. À, xe thì còn rất là đẹp nha, màu xanh nha, xanh cam anh sai nè, rất đẹp, rộng rãi, premium 8 chỗ anh chị nè. Nó có hàng ghế chính giữa nè, đây chị mở cho anh chị coi, đây 8 chỗ có hàng ghế chính giữa đó. Và xe này chiều bán giá có 1 tỷ 120 triệu à, một cái giá cực kỳ hợp lý luôn. Thắng tay điện tử nè, tự động giữ thắng nè, sạc pin trong dây nè, số dạng nấm xoay nè, làm mát ghế nè, điều hòa hai dùng phía trước dùng phía sau nè, lẫy số vô lăng, hai màn hình kỹ thuật số nè, chạy 36.000 cây, camera hành trình nè, ga tự động đầy đủ anh chị đó. Xe còn rất là đẹp, 36.000 cây. Premium thì nó không có cửa sổ trời nha, chỉ cơ bản signature thôi, còn premium thì không có cửa sổ trời, nhưng mà được cái nó 8 chỗ rộng rãi đó. Anh chị nào đang quan tâm dòng Carnival bản premium 8 chỗ thì ghé chỗ chiều coi. Tính ra xe Carnival bây giờ rẻ anh chị ha, hồi năm ngoái mà cái thời xe này mới ra nè, mà chiều bán cái xe lướt thôi là nó đã 1 tỷ 3 rồi đó anh chị đó. Thì hôm nay nè, cái đây có được khoảng được chưa được năm luôn anh chị ha. Thì xe này cũng là sản xuất 2022 luôn, mà hôm nay chiều bán giá có 1 tỷ 120 triệu thôi. Họ tính ra xe bây giờ quá trời rẻ luôn anh chị. Tính ra bây giờ anh chị mua thì cũng rẻ hơn được khoảng tầm 400 triệu anh chị ha. Xe này giờ lăn bánh cũng 1 tỷ 3 mấy. Thì anh chị mua xe lướt 1 tỷ 120 thì cũng rẻ hơn được 200. Mà cái thời đó người ta mua cũng gần 1 tỷ rưỡi anh chị, gần 1 tỷ rưỡi. Giá Carnival giờ quá tốt luôn anh chị ha. Thì cũng gần đến đến Tết rồi. Đó, anh chị nào muốn tìm một chiếc xe gia đình ha, đi che nắng che mưa, đi phục vụ công việc, là đi đi xa, đi chơi xa, chị du lịch này nọ chị, mấy chiếc Carnival này đi rồi với nó là tha hồ bỏ đồ luôn đó, đi phượt thoải mái luôn. Xe thì đẹp nè chị, không lỗi lầm gì hết, mua bán là chiều vẫn cam kết đảm bảo đàng hoàng chị ha. 36.000 cây nha, nó thắng tại điện tử tự như thắng nấm xay đầy đủ nè, cần số dạng nấm xay đầy đủ nè, hai màn hình kỹ thuật số nè, camera 360 đầy đủ anh chị đó. Carnival này giá quá tốt anh chị ha, giá quá tốt luôn, 1 tỷ 120 triệu thôi, sản xuất 2022 luôn nha. Đó, xe còn đẹp nè, không lỗi nha, mua bán cam kết đảm bảo đàng hoàng, giấy tờ văn bản đàng hoàng chị. Và đây là cái động cơ dầu 2.2 turbo này đó, turbo 2.2, máy móc là còn mới tinh luôn chị ha, mới tinh luôn. Đây ốc cabo nè, mọi thứ ha, đảm bảo hết cho anh chị nha. Đây đó. Rồi thì chiếc Carnival này chịu bán với giá là 1 tỷ 120 triệu còn thương lượng. Thì anh chị các bạn nào mà có quan tâm cái dòng Carnival này nè, cứ liên hệ trực tiếp cho chiều nha đó, hoặc là kết bạn qua Zalo, chiều gửi hình ảnh thông tin vị trí cà vẹt cho anh chị luôn, để anh chị các bạn tham khảo qua lần nữa, cảm thấy ok thì cứ liên hệ cho chiều đến coi xe, thì chiều có trao đổi xe luôn. Anh chị nào có xe mà muốn đổi chiếc Carnival này nè, cứ chạy xe đến chỗ chiều cùng coi xe cùng trao đổi ha. Và chiều đang cần mua xe ô tô số lượng lớn, anh chị nào có xe mà để nhà không nhu cầu sử dụng nữa thì liên hệ chiều luôn nha, chị sẽ đến tận nhà anh chị mua xe luôn. Rồi, chiếc Carnival này chiều bán 1 tỷ 120 triệu, chạy 36.000 cây, sản xuất 2022, phiên bản premium 8 chỗ ngồi anh chị nha. Rồi, chiều xin chào anh chị nha, và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những video clip tiếp theo anh chị nha.